Bình chơi nốt đi rồi ba cho Bình ăn kẹo. Okay, I want it. I want it for me. Bình nghĩ kỹ xem cái nước này đã đúng chưa? No. There it is. Uh-oh. Uh-oh. Thế con lấy cái con màu hồng này ra con nghĩ lại xem. Bình nói tiếng Việt xem nào, ba chẳng hiểu gì. Sao lại bị thế á? Yeah. Tại vì con lấy ra.